9 điểm thu hút phần ngoại thất xe VinFast. Hai mẫu xe mới mà VinFast vừa chính thức công bố có được thiết kế và những trang bị không thua kém gì những mẫu xe hạng sang trên thị trường hiện nay. Vậy, các chi tiết đáng chú ý trên xe VinFast sẽ như thế nào? Hãy cùng Auto Daily tìm hiểu trong chương trình này. Đầu xe thiết kế theo kiểu đèn định vị LED ban ngày đặt cao. Hệ thống chiếu sáng LED được chuyển xuống phía dưới, khá giống với những mẫu xe mới trên thị trường hiện nay như Hyundai Kona, Mitsubishi Xpander. Dưới cùng là đèn sương mù LED. Mặt ca lăng được lấy cảm hứng từ những cánh đồng ruộng bậc thang, dự đoán là có khả năng đóng mở tự động. Logo chữ V và thanh chrome kết hợp giải LED ban ngày cách điệu chữ F, đại diện cho thương hiệu VinFast. Đèn hậu LED trên xe VinFast được thiết kế liền mạch giống như Porsche, Aston Martin hay Bugatti. Phần đuôi xe có cụm ống xả kép, hai khe khuếch tán gió khí động học ở cản sau, thường xuất hiện trên các mẫu xe hiệu suất cao như BMW, Mercedes-Benz hay Audi. Phần hông nổi bật với bộ mâm phay xước kích thước lớn có logo VinFast nằm chính giữa. Quanh xe đều có các thanh nẹp mạ chrome, tương tự body kit trên các mẫu xe thể thao. Có rất nhiều cảm biến xung quanh thân xe. Camera trước nằm dưới logo chữ V, rất có thể trang bị camera 360 độ sẽ xuất hiện trên xe VinFast. VinFast dự kiến được ra mắt tại Paris Motor Show diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Trong khi đó, người dùng Việt Nam sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng mẫu xe này khi nó ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 12 năm 2018.